Chào các anh chị em trên OVTG và cộng đồng người Việt Nam trên đất Mỹ. Thì em tên là TJ Phú Nguyễn, đến từ Orange County. Thì hiện tại bây giờ thì TJ đang ở Oklahoma. Và đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay là có một người rất là special guest, đó là chị Hồng Đức, chủ của AC Nail đến từ Oklahoma. Thì chị Hồng Đức là người rất là thành công lên vực nail, và đặc biệt là đã áp dụng những cái sản phẩm của Nu Skin vào trong tiệm. Thì buổi tối hôm nay là buổi tối rất là vui, được mời chị Hồng Đức lên để chia sẻ với OVTG và cộng đồng người Việt Nam. Thì mời chị. Chào mọi người, chào TJ, mình tên là Hồng Đức, chủ tiệm nail AJ Nail Salon. Thì tiệm của mình mở cách đây 4 năm rưỡi và mình đã áp dụng sản phẩm Nu Skin vào tiệm mình được 4 năm. Quá hồi đó xưa. Thì bây giờ nếu mà được thì chị có thể chia sẻ với mấy chị em trên OVTG biết là những sản phẩm đã giúp cho chị tan không như thế nào, giúp cho chị giúp đỡ cho sức khỏe của mình, đặc biệt là cho những người khách hàng của chị thấy được cái cơ hội này cũng như sức khỏe tốt. Thì chị có thể chia sẻ chút xíu về sản phẩm đã giúp cho chị như thế nào được chị ha? Thì mình đó thì không có rành tiếng Anh, mình không biết nói tiếng Anh, thành ra những cái tủ này mình set up những cái tủ trên sản phẩm, và trong mỗi cái sản phẩm đều có công dụng hết, để khi mà khách mà trong khi chờ đợi khách có thể đọc được cái công dụng của sản phẩm mà mình đỡ giải thích, tại vì tiếng Anh mình đâu biết đâu, có hỏi mình cũng biết được trả lời. Thành ra mỗi cái này nó đều giúp mình hết. Đây là cái tủ trưng bày sản phẩm của mình. Wow, rất là nhiều sản phẩm gì ha. Và chị ghi như là từng món một luôn phải không chị? Từng món có cái công dụng hết, có công dụng sản phẩm, là món này có tác dụng gì khách coi là biết liền, khỏi hỏi mình. Wow, that's really good. Đây là những cái poster quảng cáo, đây là những poster quảng cáo cho chị Hồng Đức. That's really good. Là chị nói là cái bao bắp powder lấy từ đâu là hay. Ok, còn ở đâu nữa chị Hồng Đức nhỉ? Đây là cái 7 cái dịch vụ facial của tiệm chị. Thì hai cái dịch vụ đầu á là chị có thể làm tại ghế, còn cái những cái dịch vụ từ 50 trở lên á thì chị service ở trong phòng. Thì cái dịch vụ remove wrinkle á thì chị dùng cái máy Galvanic Spa. Thì khách là rất là thích sản phẩm này, và chị có post lên cái trang Facebook của chị á, before after, nó có sự khác biệt, phải nói là ai cũng nói là người khách nào mà làm với cái máy này ra không khác biệt là không ăn tiền. Nghĩa là không khác mà return tiền phải không chị? Money back guarantee. Money back guarantee. Ok. Và cái anh chị mình kiếm được cái nguồn thu nhập rất là nhiều từ cái bàn này. Tại vì sau khi khách nó mình tận dụng cái lượng khách mà tới, mà người ta không có nhu cầu làm facial, hay là ta không có nhu cầu về sản phẩm, nhưng mà nhờ cái bàn này, sau khi khách làm tay làm chân xong, lợi hơ bàn hơ lợi hơ bàn hơ đó, thì người ta đọc 7 cái service của mình, công dụng gì, và sau đó khách làm facial và sau đó mình bán sản phẩm. Ngoài ra là có những cái cuốn catalog giải thích từng sản phẩm hết. Thì có những cái sản phẩm mà mình không có chủ định mình bán, mình chỉ chân thôi, như mấy và sản phẩm supplement mình không có chủ định mình bán ở đằng này. Nhưng mà khi mà khách đọc cuốn catalog về công dụng sản phẩm á, thì khách quyết định mua. Trong đây là cái cuốn catalog mà hồi mình mới vô đời 2011-12 á, nó giải thích rất là kỹ từng công dụng sản phẩm. Có nghĩa là khi mà khách hàng họ làm xong, họ đến họ tay thì họ sẽ thấy những cái này, và bắt đầu họ sẽ hỏi chị những sản phẩm như thế nào. Lúc đó bắt đầu chị mới giới thiệu họ cái sản phẩm. Wow, awesome. Đưa ra đi chị, cảm ơn chị. Sản phẩm như là sức gốc chân bây giờ là sạch sẽ luôn, mới có đầu tháng mà chị hết hàng, hàng bán không kịp order luôn. Cái sản phẩm này là chị phải mượn đầu lại của chị, chứ bây giờ trong tiệm chị hết hàng. Trung bình một tháng chị bán được bao nhiêu chai soy lotion chị? Bán hả, cũng khoảng 50-60 chai. 50-60 chai, tính là một ngày mình được khoảng vài chai. Ôi, vậy là một chai ở đây cái lợi nhuận của chị được bao nhiêu? 25 đồng. Tính một chai là mình có 10 đồng rồi. 10 đồng. Rồi đây á, là những cái dịch vụ của chị, những cái dịch vụ làm chân của chị. Thì trước đây á, chị làm cái chân rất là cực, tại vì ở đây ở góc đường này có 8 tiệm nail, mà nguyên con đường này á, là tiệm nail chi chít luôn, thành ra cạnh tranh rất là nhiều. Thì chị cạnh tranh bằng cách là mới khi mà chưa biết Nu Skin á, chị đã áp dụng những cái sản phẩm cao cấp, giá vốn một cái chân là 10 đồng.
mà chị dám dám áp dụng nổi. Cái cục này là 3 đồng rồi, cái bỏ mồm này là 3 đồng rồi, cái máy hủ mask này là 100 đồng, và một cái chân này chị lấy 50 đồng, rồi giá vốn 10 đồng, thợ 30 đồng, mình còn 10 đồng để chi phí, thì nhưng mà mình vẫn phải làm. Nhưng mà sau khi mà chị áp dụng cái Nu Skin vào tiệm á, thì chị áp dụng những cái sơ vịt, cái đây là cái lít, cái giá chân cũ của chị, thợ làm rất là cực luôn. Tại muốn cạnh tranh thành ra chị làm nhiều khâu lắm, thợ làm rất là cực, nhưng mà tiền không có, thành ra chị không mướn được thợ. Nhưng mà sau đó chị quyết định chị thay đổi. Cái mỗi ghế chị để một cuốn menu vậy hả chị? Sau đó thì chị quyết định thay đổi cái giá mới. Cái giá mới chị quy định thời gian luôn, và quy định thời gian và dùng sản phẩm. Nhưng mà bây giờ cái sản phẩm này AJ Signature Pedicure là chị lấy cái tên của tiệm chị, nhưng mà chị không có giải thích rõ là cái gì hết. Nhưng mà sau khi mà chị đổi cái clip mới này, chị nâng giá lên đó, thì khách hàng hưởng ứng rất là nhiều, và coi như là cái chân 40 là ngày nào cũng ít nhất là 10 cái. Cái chân 40 này khách hàng hưởng ứng rất là nhiều. Và cái chân 35 này á, hồi đó 35 chỉ có hai loại, của OBI và của Nu Skin. Nhưng mà thợ á, OBI thì xài thoải mái, còn Nu Skin thì chị nói là hơi tiết kiệm chút, thành ra thợ cũng không biết, là không có muốn làm, phải phải canh này kia, thợ không muốn làm. Nhưng mà sau khi chị training cho thợ, chị làm chỉ thợ từng thao tác kỹ thuật, và chị hướng dẫn thợ là công dụng của cái này là gì gì gì, bây giờ á, là coi như OBI là nó nằm trong xó bếp rồi. OBI là thợ chị không đụng tới rồi. Lúc trước á, chị có hai cái giỏ của Nu Skin thôi, hai cái giỏ hai này thôi. Nhưng mà bây giờ không có đủ sức chiến đấu, chị phải mới tăng cường thêm hồi tuần rồi thêm hai cái giỏ nữa. Cái giỏ này chị design luôn hay sao chị? Cái giỏ này rất là dễ thương anh chị. chị design. Còn cái này là chị để tivi về. Cái này là cái Google TV, thì chị lấy những cái video clip, thông tin về cái Nu Skin ở trong đây, chị mở lên là khách có thể coi nguyên ngày luôn. Nhưng mà từ khi mà có cái Google TV này á, thì chị rất là lợi, là chị bán cái máy body rất là nhiều. Nhưng mà chị không có bán, nhưng mà chị sai ấp khách vô dưới tên chị mua, thành ra coi như là tháng nào chị cũng có free gift hết. Tại vì hầu hết là một tháng chị bán được ba cái máy body, mà ba cái máy body mà chị đâu có biết tiếng Anh nhiều đâu, chị giải thích thì khách coi những cái video clip về máy body, rồi về cái facial, rồi đủ thứ hết trơn nọ trong đây là nguyên ngày. Nhưng mà ngày đó chị muốn khách, chị muốn bán về món hàng nào, thí dụ chị muốn bán về máy body thì chị mở nguyên về cái máy body không, còn ngày đó chị muốn làm cái facial thì chị mở toàn là facial không. Ghê Thành cái ra idea chị. thì cũng tiết lộ với các anh chị á, là những cái sản phẩm này á là lần đầu tiên mình chỉ bỏ ra tiền mình mua một bộ Nu PDQ thôi. Bản thân mình á, mình không muốn bỏ vốn nhiều, thành ra mình set up một cái account chính của mình là mình mua Nu PDQ một một lần một mỗi tháng toàn 100 lẻ mấy đồng. Còn những cái account như chồng mình, con mình, rồi má chồng, thì mình thứ nhất là mình không muốn bỏ vốn ra, thành ra mình cứ set up mỗi tháng. Cái thứ hai nữa là mình tận dụng điểm ADA. Bây giờ mình mua sau một năm thì điểm của mình 100 đồng được 30 đồng, thì tháng nào mình cũng mua một account 350 đồng thì mình được 100 điểm. Thì 100 điểm đó mình được bốn cái account như vậy á, mỗi account 100 đồng, mình đổi đồ, mình làm pedicure nè, thoải mái luôn, mình đâu có tốn đồng nào nữa đâu. Coi như là đồ này là đồ chị đổi điểm không à, chị không có tốn tiền để mua nữa. Và cái nữa xin chia sẻ với các anh chị là mình làm Nu Skin đó, gần 4 năm nay mình chưa hề biết trả đồ trả hàng lại, và cái account của mình nó cứ ngày chậm lắm là 10 tay mỗi tháng là mình đã đủ 3.000 rồi. Là Là mình một không tháng trước khi ngày 10 là chị đã tiêu thụ xong 3.000. là mình đã 3.000, mình không bao giờ lo lắng về cái sơ cầu rút đủ điểm hay không này kia. Thành ra mình áp dụng Nu Skin vô tiệm mình thấy có nhiều cái lợi. Cái thứ nhất là nó tăng thu nhập cho mình, cái thứ hai nữa là mình có một nguồn thu nhập khác, ngoài nail. Mà bây giờ nail thì cạnh tranh quá chừng luôn, thì muốn tăng thu nhập đó, thì mình phải tăng số tiền khách, tăng số lần khách đến, tăng số tiền khách chi.
rồi mà muốn được như vậy thì mình phải có dịch vụ khác biệt, rồi mình phải có sản phẩm chất lượng, và cái thứ ba là retail. Thì các anh chị tiệm nail nên tập trung ba vấn đề này và áp dụng sản phẩm Nukin vào tiệm thì mình có được có rất là nhiều quyền lợi. Thứ nhất là mình được hưởng trên lợi vừa retail, wholesale retail. Cái thứ hai nữa là mình nếu mà mình mua được mình được điểm 20 đồng, mình mua mỗi tháng thì mình được 20 điểm mỗi tháng, nhưng mà tháng thứ 13 mình được 30 điểm. Cái thứ ba nữa là mình được hưởng commission từ trong cái sở từ ngay chính sản phẩm mình mua, mà những cái đó thì mình mua ngoài supply đâu có được đâu. Cái thứ tư nữa là em biết được là mình được trừ thuế một cách hợp lý nếu mà mình biết right mình được thuế không chị. That is awesome. Thành ra chỉ có từ tháng tới tháng thôi, không có gì để mất hết. Dạ thì cảm ơn chị rất là nhiều, cảm ơn chị đã chia sẻ với tụi em trong cái buổi tối ngày hôm nay. Thì cũng đặc biệt lần nữa các anh chị, đây là buổi tối OVTG và cộng đồng người Việt Nam. Thì cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Thì hẹn gặp các anh chị trong những chương trình khác. Thì một lần nữa cảm ơn chị Hồng Đức rất là nhiều cái thời gian mà chị chia sẻ nhé. Chúc mọi người thành công.